Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Bản tin cập nhật những tin tức thời sự mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Nga tuyên bố kiểm soát Maximilianovka, làng cửa ngõ phía đông Kurakove, một trong các thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh Donetsk, nhờ hoạt động tích cực của cánh quân Nam. Làng Maximi tại tỉnh Donetsk đã được giải phóng hoàn toàn, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm nay. Làng Massimi Yanoka nằm cách thành phố Kurakove khoảng 3 km về phía đông là cửa ngõ trước khi tiến vào một trong những thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk. Thống kê dữ liệu dân cư Ukraine năm 2001 cho thấy có hơn 2.000 người sinh sống tại làng. Thành phố Kurakove hiện là một trong những mặt trận nóng nhất tại tỉnh Donetsk với vai trò là chốt chặn phía nam thành phố chiến lược Pokrovsk do Ukraine kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng Quân dự bị của lục quân Ukraine Ivan Timoko hồi tuần trước cho biết quân đội Nga sẽ không thể áp sát hoặc tiến vào Pokrovsk trước khi đánh bật được lực lượng Ukraine ra khỏi Kurakove. Ông nói nếu không làm được điều này, họ sẽ bị hở sườn và có thể hứng đòn đánh nghiêm trọng từ bên hông. Truyền thông Nga công bố bức ảnh chụp lại ở khu vực Kursk được mô tả là tháp pháo xe tăng Challenger 2 bị thổi bay trong một cuộc tấn công chính xác của Moscow. Hiện không rõ thời điểm mà vụ tấn công đã xảy ra. Tổng cộng, Anh đã cung cấp cho Kiev 14 xe tăng Challenger 2 vào năm ngoái. Tất cả đã được đưa vào biên chế lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine. Kể từ ngày 6 tháng 8, Ukraine đã điều lữ đoàn 82 tấn công vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Việc Ukraine mang xe tăng hàng đầu trong kho vũ khí tấn công Kursk cho thấy họ đã dồn lực tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo chuyên trang quân sự Avia Pro, chiếc Challenger 2 đã bị nga tấn công chính xác ở Kursk, khiến phần tháp pháo bị văng ra khỏi phần thân xe tăng và rơi xuống củ rừng. Chiếc Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy vào năm ngoái khi Kiev sử dụng nó trong cuộc phản công mùa hè. Đây là lần đầu tiên Challenger 2 bị phá hủy trong chiến đấu sau gần 30 năm mẫu xe này được đưa vào sử dụng. Nga cũng là nước đầu tiên phá hủy Challenger 2, xe tăng từng được mệnh danh là bất khả chiến bại trong chiến đấu. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine nhiều lần ca ngợi chiếc xe Challenger 2 vì khả năng tấn công hỏa lực tầm xa và lớp giáp bảo vệ kiên cố hơn các xe tăng từ thời Liên Xô. Một đại diện của lực lượng ngầm thần Nga nói với Ria Novosti rằng các binh sĩ của Lữ đoàn Bộ binh 143 của Lữ đoàn Vũ trang Ukraine đã đe dọa lệnh rời khỏi vị trí của họ hàng loạt hướng về Kharkov vì họ thiếu sĩ quan và đạn dược. Ông nói, theo quân đội Ukraine, họ không có gì để bảo vệ vị trí của mình trước xe tăng Nga bởi vì chính quyền Kiev đã ném tất cả dự trữ và vũ khí sẵn có của mình vào vùng Kursk. Theo các nguồn tin, các quân nhân Ukraine phàn nàn rằng họ có ít sĩ quan, thiếu máy bay không người lái, hệ thống chống tăng và đạn dược, đồng thời tình trạng đào ngũ tràn lan trong các đơn vị, theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, nhóm Zapas đã đánh bại 8 lữ đoàn Ukraine ở khu vực Kupiansk và các làng ở vùng Kharkov và Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 460 người thiệt mạng và bị thương cùng 9 thiết bị trong các trận chiến này. Đồng thời, nhóm miền Bắc đã đánh bại đội hình địch ở Kharkov. Tổn thất của lực lượng Ukraine lên tới khoảng 45 binh sĩ và 3 khẩu pháo. Các kho chứa máy bay không người lái và đạn dược cũng bị phá hủy. Cập nhật diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết đã kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Donbass, trong khi quân đội Ukraine mất thế trận ở tỉnh Kursk giữa bối cảnh Nga tăng cường phản công và chiếm lại 25% lãnh thổ bị mất trước đó. Chuyên gia Andrei Marocco, trung tá đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Ngày 16 tháng 10 cho biết, quân đội Nga hiện kiểm soát hơn 99% diện tích lãnh thổ Lugansk, theo ông Marocco, giao tranh đang diễn ra ở khu vực Svatovsky, huyện Kremenoye và Lysy Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát các điểm dân cư Nevskoye ở Lugansk và Krasnaya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Thông báo nêu rõ, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã giải phóng làng Krasnaya thuộc Donetsk. Trong khi đó, tạp chí Newsweek đưa tin quân đội Ukraine bắt đầu mất thế trận ở tỉnh Kursk trong bối cảnh các lực lượng Nga tăng cường phản công và chiếm lại 25% lãnh thổ bị mất trước đó. Theo Newsweek, quân đội Nga đã giành lại khoảng 120 km vuông lãnh thổ kể từ tháng 10, trong đó chỉ tính riêng cuối tuần qua đã kiểm soát được 65 km vuông. Hiện khoảng 660 km vuông của tỉnh Kursk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine, trong khi 360 km vuông khác được xem là vùng xám. Quân đội Nga cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Ở huyện Korenevsky, nơi Moscow được cho là đã chiếm lại các điểm dân cư như Tolstoyluk và Novoivanovka. Ngoài ra, theo dự án Riba, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát Ongokka, Pokrovsk, Zelenysliak và Niknyklin. Tại huyện Liubi Mokka, quân đội Nga đã bao vây các đơn vị quân đội Ukraine, gây ra khó khăn lớn đối với quân Ukraine. Mới đây, ông Alexei Arestovic, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thắn đưa ra nhận định rằng đất nước của ông đã biến thành một xã hội với những kẻ man dợ, ăn thịt đồng loại, Nhận định trên được vị cựu cố vấn đưa ra khi trả lời báo cáo của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Tổ chức này xếp hạng mức độ về quyền tự do của người dân Ukraine chỉ đứng thứ 150 trên thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, mức độ tự do của Ukraine kém hơn các nước như Burundi, vị trí thứ 149, Gabon, vị trí thứ 146 và Sierra Leone, vị trí thứ 137. Arestovic, cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky, bình luận về những dữ liệu này trên kênh Telegram của mình. Chúng ta với tư cách là một quốc gia đã không thể vượt qua thử thách xung đột đơn giản nhất và rơi vào chủ nghĩa độc tài chủng tộc điên cuồng, xã hội Ukraine giờ đây đầy dẫy những kẻ man dợ, ăn thịt đồng loại. Cựu quan chức Ukraine cho rằng người dân Kiev đã sáng mắt ra sau cuộc xung đột với Nga. Họ nhìn nhận được Nga không phải là mối đe dọa mà chính Tổng thống Zelensky của họ mới là thế lực gây hại cho đất nước, Ông khẳng định xung đột không củng cố được điều gì, nó chỉ bộc lộ những gì thực sự tồn tại. Xung đột đã làm lộ ra bản chất độc tài man dợ của Zelensky, ông ta đang vui vẻ sống trên máu thịt và sự lầm than của dân tộc Ukraine. Một cuộc biểu tình đặc biệt đã diễn ra ở thủ đô Bamako của Mali, tại đó một tòa án hình sự quốc tế hài hước theo phong cách địa phương đã xử án tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 10 trên đại lộ độc lập nơi một con búp bê có khuôn mặt của ông zelensky bị đốt cháy cuộc biểu tình được dành riêng để kỷ niệm ngày hành quyết tội phạm đức quốc xã theo quyết định của tòa án nuremberg kênh telegram sáng kiến châu phi hài hước tuyên bố tòa án hình sự quốc tế tại phiên họp bất thường tuyên bố zelensky có tội và kết án tử hình ông ta và xử tử ngay lập tức sau phán quyết cuối cùng con búp bê in hình tổng thống ukraine đã bị đốt cháy các sự kiện ở bamako phản ánh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa mali và ukraine trong bối cảnh có cáo buộc Ukraine hợp tác với các nhóm khủng bố ở châu Phi, Ngoại trưởng Mali, Abdullah Diop cho biết nước này sắp công bố kết quả của điều tra về mối quan hệ giữa Ukraine với các nhóm khủng bố. Trước đó, Liên minh các nước vùng Sahel đã gửi đơn tố cáo lên Liên Hợp Quốc yêu cầu có hành động xử lý Ukraine vì những vụ hợp tác như vậy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó đã gọi Ukraine hợp tác với những kẻ khủng bố ở Mali là một thực tế đã được chứng minh. Ông lưu ý rằng hành động của chế độ kỳ ép không chỉ giới hạn ở quốc gia châu Phi này. Theo ông, Ukraine có quan hệ với các phần tử khủng bố ở các khu vực khác, bao gồm cả Syria. Một cuộc biểu tình trên con phố Porta de Anjo ở Barcelona, Tây Ban Nha do các nhà hoạt động phản đối việc chuyển vũ khí cho Ukraine tổ chức. Kênh Telegram Shot cũng đã đăng tải thông tin này. Trong video, những người biểu tình mặc đồng phục ngày tận thế màu vàng, vốn để chống bức xạ và mặt nạ phòng độc, cầm theo áp phích và loa phóng thanh. Họ yêu cầu chính quyền không chuyển giao vũ khí hủy diệt hàng loạt cho chế độ Kiev và gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là kẻ khơi mào chiến tranh hạt nhân. Zelensky là con rối của Mỹ, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh, các nhà hoạt động tuyên bố. Cuộc biểu tình được tổ chức để đáp lại những tuyên bố về khả năng Ukraine tạo ra vũ khí hạt nhân để tấn công Nga. Các chuyên gia tin rằng những tuyên bố về vũ khí hạt nhân của Ukraine có thể được đưa ra nhằm đe dọa phương Tây, nhanh chóng chuyển giao thêm vũ khí. Trong diễn biến đáng chú ý, thành viên Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene đã lên án trên mạng xã hội X việc công bố gói viện trợ mới cho Ukraine. Bà Greene cho biết đây là lý do tại sao người dân Mỹ ghét chính phủ đến vậy. Người Mỹ hầu như không thể nhận được 750 đô la Mỹ sau cơn bão Helen, trong khi chính phủ lại viết một tấm xét khác cho Ukraine với số tiền 425 triệu đô la. Bà cho biết thêm rằng điều này khiến người Mỹ phẫn nộ với Ukraine. Đây là cách nữ nghị sĩ trả lời bài đăng của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về hỗ trợ quân sự mới cho Kiev. Theo một cuộc thăm dò của Đại học Harvard, hơn một nửa số người Mỹ cho rằng Ukraine cần bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành các cuộc đàm phán này thành công hơn Phó Tổng thống hiện tại Kamala Harris. Theo khảo sát, 54% số người được hỏi ủng hộ sáng kiến tổ chức đàm phán giữa Ukraine và Nga để giải quyết xung đột, trong khi 46% số người được hỏi mong muốn ký ép chiến thắng trong cuộc xung đột. Đồng thời, người Mỹ coi cựu Tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng thành công hơn trong việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua đàm phán. 55% số người được hỏi tin tưởng vào ông, trong khi 45% số người được hỏi hy vọng vào sự thành công của Phó Tổng thống và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 và bao gồm 3.145 cử chỉ Mỹ đã đăng ký và có sai số 1,8 điểm phần trăm. Các quân nhân tại ngũ từ các nước NATO, đặc biệt là từ Pháp, Đức và Bà Lan, đang chiến đấu về phía lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền Nga ở khu vực Kharkov, nói với Sputnik. Ông Ganchev nói với hãng tin, theo thông tin của chúng tôi, đây không chỉ là lính đánh thuê bởi vì ở đó có khá nhiều chiến binh ở cấp bậc quân nhân. Họ thực chất là đại diện của quân chính quy của khối NATO, họ vẫn còn hiện diện, thông tin về việc này đến từ cư dân địa phương. Ông lưu ý rằng Công dân của tất cả các nước NATO đều có mặt trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng phần lớn là người Pháp, người Đức và người Ba Lan. Vị quan chức cảnh báo, mặc dù thực tế là họ chưa chính thức công bố cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng tôi nghĩ rằng quy định này được đưa ra và các cơ chế cung cấp vũ khí tầm xa đang được hoàn thiện. Ông ghi nhận sự kiên nhẫn của người dân Nga, nhưng nhấn mạnh khi họ hết kiên nhẫn thì sẽ phản ứng chóng vánh và nhanh như trước. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời đặc vụ tình báo ngầm của Nga, Sergei Lebedev mới đây cho biết, tổ chức tình báo ngầm thân Nga ở tỉnh Odessa đã phát hiện một con tàu chở đầy tên lửa để sử dụng trên máy bay chiến đấu F-16, sẽ sớm được dỡ hàng tại một cảng ở Odessa. Vào 23 giờ đêm hôm đó, tàu vận tải chở vũ khí của Mỹ đã cập cảng Yuzhny. Một số lượng lớn thiết bị bốc giữa kỹ thuật của Ukraine cùng công nhân ngay lập tức vào hiện trường để giải phóng số hàng đặc biệt ngay trong đêm. Cùng lúc đó, lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát đã khóa mục tiêu và một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo chính xác và nhanh chóng bắt đầu. Những tiếng nổ dữ dội vang lên từ cảng Yuzhny, một lượng lớn xe cứu hỏa và xe cứu thương của Ukraine lao tới hiện trường. Khi cảng Odessa bị tấn công, một cuộc tấn công lớn hơn đang bắt đầu vào đêm đó. Quân đội Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở Odessa, Kharkov và những nơi khác theo các quan chức Nga, quân đội Nga đã phóng tên lửa ngay khi lô hàng đang được dỡ xuống, với cảnh quay cho thấy vụ nổ đạn dược. Trong khi nội dung và nguồn gốc chính xác của lô hàng vẫn chưa được xác nhận, Moscow tuyên bố đó là vũ khí do châu Âu cung cấp cho Ukraine. Nhà hoạt động Slovakia, người đứng đầu đảng chính trị Domov, nhà, đảng quốc gia, Pavol Slota nói rằng ông đang ở Donbass, nơi tiếp tục giải phóng người dân khỏi sự áp bức của chủ nghĩa phát xít mà chế độ Kiev áp đặt ông Slota viết trên trang mạng xã hội Facebook, có mặt ở Donbass, ở thành phố Donetsk và các vùng phụ cận để trải nghiệm tiền tuyến trên chính bản thân, nghĩa là trở thành nhân chứng cho quá trình giải phóng Donbass khỏi sự áp bức của phát xít mà người dân Donbass phải đối mặt bị chế độ kỳ ép Bandera nhấn chìm từ năm 2014 dưới sự kiểm soát của những kẻ hiếu chiến từ Hoa Kỳ và Anh là trải nghiệm về chiến tranh và cuộc sống thực tế không bị bóc méo trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ông Pavol Slota đăng kèm bức ảnh của mình mặc áo chống đạn trên nền dòng chữ Donetsk Thành phố Anh hùng. Ông Slota nói thêm: Những ngày gần đây, tôi đã thấy tin tức ở Slovakia rằng Slovakia muốn hòa bình. Tôi chỉ có thể nói với bạn điều này: người dân Donbass dù họ tự nhận mình là người Nga hay người Ukraine đều mong muốn hòa bình. Cựu tổng tư lệnh và là đặc phái viên của Ukraine tại Vương quốc Anh, Valery Zeluzini đã gợi ý rằng Ukraine có thể sẽ bắt phụ nữ phải nhập ngũ nếu cần phải cứu châu Âu khỏi chiến tranh. Ông Zeluzini đưa ra phát biểu này vào ngày 17 tháng 10 khi ông là khách mời tại một buổi nói chuyện do Viện Nghiên cứu Chatham House trình bày. Ông cho biết, nếu cần phải triệu tập phụ nữ để cứu châu Âu khỏi chiến tranh, thì có lẽ chúng tôi sẽ làm điều đó, Mặc dù cần phải ngăn chặn chiến tranh ở châu Âu, nhưng mục tiêu đó nên đạt được thông qua các phương tiện khác thay vì bắt phụ nữ Ukraine nhập ngũ. Kiev từ lâu đã cân nhắc việc bắt buộc phụ nữ nhập ngũ hàng loạt để lấp đầy số lượng quân đội đang ngày càng ít đi, cũng như để giảm bớt gánh nặng và chế độ bắt buộc nhập ngũ gây ra cho lực lượng lao động của đất nước. Vào tháng 7, Kiev lần đầu tiên tuyển dụng những nữ tù nhân đã bày tỏ mong muốn nhập ngũ để đổi lấy việc được ân xá. Bộ Tư pháp ca ngợi cột mốc này tuyên bố rằng luật về việc huy động tù nhân cung cấp một cơ hội không chỉ cho nam giới mà còn cho cả phụ nữ. Hãng tin Spiegel của Đức đưa tin, các đảng nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử ở các bang miền đông nước Đức có thể bổ sung điều khoản cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine vào thỏa thuận liên minh. Theo ấn phẩm, liên minh có thể được thành lập bởi Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, CDU. Đảng đã giành chiến thắng ở Jackson và chiếm vị trí thứ hai ở Thuringia. Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Liên minh Sara Wagenknecht cho lý trí và công lý SSV, người đề xướng chính việc hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev. Bài báo lưu ý, lãnh đạo Sara Wagenknecht tin rằng có thể đạt được hòa bình ở Ukraine và muốn một giải pháp ngoại giao không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine và tên lửa mới của Mỹ sẽ không được triển khai trên lãnh thổ Đức. Ấn Phẩm nhấn mạnh rằng những điểm này mà chính trị gia muốn ghi vào thỏa thuận liên minh cuối cùng ở Jackson, Thuringia và Brandenburg. Tuy nhiên, trong phiên bản gốc của tài liệu hầu như không đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine. Hungary phản đối việc gia hạn phong tỏa tài sản ngoại tệ của Nga thêm 36 tháng thay vì xem xét lại 6 tháng một lần. Vì như vậy, làm mặc định rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài thêm 3 năm nữa. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Sijijato cho biết Budapest không chấp nhận cách tiếp cận như vậy. Ông Sijijato nói tại một cuộc họp của Ủy ban đối ngoại Quốc hội Hungary rằng chúng tôi không ủng hộ việc kéo dài thêm thời gian trừng phạt chống lại Ngân hàng Trung ương Nga từ 6 tháng lên 3 năm. Chúng tôi không ủng hộ điều này bởi vì điều đó có nghĩa là ở châu Âu như một số người vẫn nghĩ. Trong cả 3 năm đó mặc định sẽ có chiến tranh, chính vì vậy mà cách tiếp cận này đối với chúng tôi là không thể chấp nhận được. Trước đó, một nguồn tin cấp cao tại Ủy ban châu Âu nói với các nhà báo rằng người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Joseph Borrell đề xuất các nước liên minh tăng khung thời gian phong tỏa tài sản của Nga như một phần trong các lệnh trừng phạt chống Nga của cộng đồng. Đề xuất những biện pháp đó được gia hạn không phải 6 tháng một lần mà là 36 tháng một lần. Mục đích đưa ra đề xuất đó, theo nguồn tin, là để đảm bảo tốt hơn cho việc hoàn trả khoản vay 35 tỷ euro mà Brussels có kế hoạch phân bổ cho kỳ ép trước cuối năm nay. Quân đội Israel ngày 17 tháng 10 đã công bố một đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy những phút cuối đời của thủ lĩnh chính trị Hamas, Ihia Sinwa ở miền nam Gaza. Đoạn video dài 48 giây cho thấy thủ lĩnh Sinwa ngồi trên một chiếc ghế bành bên trong một căn nhà đổ nát ở một vị trí chưa xác định ở miền nam Gaza. Theo video, người đàn ông này được cho là thủ lĩnh Sinwa dường như bị thương một tay, tay còn lại cầm vũ khí hoặc một cây gậy và ném về phía máy bay không người lái khi phát hiện thiết bị này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm qua tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh chính trị Hamas Sinwar. Vụ tấn công được thực hiện bởi lữ đoàn Bishlach 828 của Israel ở khu Rafah, miền nam Gaza. Lãnh đạo Hamas được cho là đã bị một máy bay không người lái giám sát của Israel phát hiện khi đang đi vào một tòa nhà. Xe tăng Israel sau đó đã khai hỏa vào tòa nhà. IDF đã cử một máy bay không người lái đến để kiểm tra mục tiêu. Theo quân đội Israel, vụ tấn công đã khiến ba thành viên Hamas thiệt mạng, trong đó có thủ lĩnh Sinwa. Danh tính của ông Sinwa được xác định thông qua dữ liệu vân tay và hồ sơ nha khoa mà Israel thu thập được trong thời gian bắt giam ông một nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo hamas khalid masai lên nắm quyền điều hành phong trào sau khi ihia sinh qua bị sát hại kênh truyền hình lbci của liban đưa tin masai là người lãnh đạo phong trào ở bên ngoài palestine theo kênh truyền hình lbci masai lên đảm nhận vai trò điều hành phong trào và chịu trách nhiệm về mọi kênh liên lạc với các bên chủ chốt tham gia đàm phán và giải quyết vấn đề tù nhân các nguồn tin xác nhận với LBCI rằng lãnh đạo Hamas đã thông báo cho các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập về cái chết của Sinqua. Hôm thứ Năm, lực lượng phòng vệ Israel chính thức thông báo rằng Ihia Sinqua được coi là nhân vật chủ mưu và tổ chức chính cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã bị quân đội Israel hạ sát tại giải Gaza cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Theo khảo sát mới nhất được công bố bởi Đại học Tư thục Quinnipiac, ông Donald Trump đang có tỷ lệ ủng hộ từ cử tri nhiều hơn 7% so với bà Harris ở bang Georgia, Mỹ. Tờ The Hill dẫn số liệu khảo sát được Đại học Tư thục Quinnipiac công bố hôm 16 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ từ cử tri bang Georgia dành cho ông Donald Trump đang là 52%, trong khi đó con số này ở ứng viên dân chủ Kamala Harris chỉ đạt 45%. Các ứng viên khác như chính trị gia Jill Stein từ Đảng Xanh hay Chase Oliver từ Đảng Tự do đều có tỷ lệ ủng hộ khoảng 1%. Cũng theo khảo sát trên, ông Trump cũng nắm sự ủng hộ nhiều hơn bà Harris 7% ở mảng cử tri độc lập với tỷ lệ lần lượt là 49% so với 42%. Có 4% cử tri độc lập chưa quyết định bầu cho ai. Đối với các ứng viên Stein và Oliver, mỗi người dành 2% tỷ lệ ủng hộ. Khi được hỏi liệu ai sẽ làm tốt hơn trong việc xử lý các vấn đề kinh tế, có 55% cử tri bang Georgia tham gia khảo sát nói rằng ông Trump làm tốt hơn, trong khi tỷ lệ này ở bà Harris là 43%. Với vấn đề nhập cư, 57% cử tri được hỏi nói ông Trump sẽ xử lý ổn thỏa hơn trong khi có 41% cử tri lại ủng hộ bà Harris. Về vấn đề ai thành thật hơn, giữa hai ứng viên Cộng hòa và Dân chủ, có 44% cử tri ở bang Georgia nói ông Trump thành thật hơn, trong khi đó con số này ở bà Harris là 42%. Theo The Hill, cuộc khảo sát trên của Đại học Quinnipiac, được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 14 tháng 10, với 1.328 cử tri tới từ bang Georgia tham gia. Kết quả khảo sát được công bố chỉ một ngày sau khi hơn 328.000 cử tri bang Georgia đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ. Bang Georgia hiện nắm 16 phiếu đại cử tri, và số phiếu này đều rất quan trọng với cả ông Trump và bà Harris. Tỷ phú Mỹ Elon Musk cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không cai trị đất nước, còn ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho chức vụ cao nhất Kamala Harris là một con dối ông ấy tức tổng thống biden có hai tế bào thần kinh đang hoạt động và ông ấy dành nhiều thời gian trên bãi biển elon musk nói tại một cuộc vận động ở pennsylvania được phát trên tài khoản mạng xã hội x của mình musk nghi ngờ việc biden lãnh đạo nước mỹ theo ông harris cũng là một con dối vị tỷ phú này nói không có một người điều khiển dối duy nhất có nhiều người như vậy tới hàng ngàn tôi muốn nói chuyện với họ hỏi xem mục tiêu của họ là gì Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, còn Đảng Cộng Hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, hiến pháp mới được sửa đổi của nước này lần đầu tiên định nghĩa Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, dựa theo chủ trương từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cũng theo hãng thông tấn này, các tuyến đường bộ và đường sắt dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam đất nước hiện đã bị chặn hoàn toàn sau khi quân đội nước này cho nổ tung các đoạn đường nối dài tổng cộng 60 m vào ngày 15 tháng 10. Đây là một phần của sự phân tách hoàn toàn lãnh thổ với Hàn Quốc, là một biện pháp phù hợp hiến pháp và là tất yếu chống lại quốc gia thù địch. KCNA trích lời thông báo của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết nước này sẽ thực hiện các bước tiếp theo để giữ vững chắc biên giới phía Nam. Trước đó, truyền thông Triều Tiên cũng đưa tin 1,4 triệu thành niên nước này đã nộp đơn xin gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này, trong bối cảnh Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tiến hành nhiều vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực biên giới và thủ đô Bình Nhưỡng. Phản ứng trước các động thái mới của Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Cơ quan xử lý quan hệ liên triều cho biết Hàn Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên thay đổi hiến pháp và việc mô tả Hàn Quốc quốc gia thù địch đồng thời khẳng định điều này sẽ không làm dao động những nỗ lực hướng tới sự thống nhất hòa bình. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong Kyun ngày 16 tháng 10 chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên về việc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận và đổ lỗi cho Triều Tiên muốn căng thẳng leo thang. Nhà ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan ngại về những báo cáo về hợp tác quân sự Nga-Triều, trước những diễn biến căng thẳng như vậy, Mỹ, Nhật, Hàn thông báo về việc thành lập nhóm làm việc đa quốc gia gồm 11 nước chịu trách nhiệm giám sát các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Việc thành lập này diễn ra sau khi Nga hồi tháng 3 từ chối gia hạn hàng năm cho một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong 15 năm qua, khi đó Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. Về phía Nga, Điện Kremlin cũng lên tiếng bác bỏ các thông tin Triều Tiên gửi quân tham gia vào cuộc xung đột Ukraine, khẳng định đây là những thông tin sai lệch. Tòa án Bangladesh phát lệnh truy nã bà ít Hasina, cựu thủ tướng bị lật đổ hồi tháng 8 với cáo buộc về tội ác chống lại loài người. Tòa đã ra lệnh bắt cựu thủ tướng Seyid Hasina để đưa bà ra tòa vào ngày 18 tháng 11. Công tố viên trưởng tòa án tội phạm quốc tế Bangladesh (ICT) ngày 17 tháng 10 cho biết, ông Islam cho hay cựu thủ tướng Hasina là người phải chịu trách nhiệm cho những vụ thảm sát, giết người và tội ác chống lại loài người hồi tháng 7 và tháng 8. ICT cũng đang điều tra một số cáo buộc bà Hasina chỉ đạo các vụ sát hại người biểu tình. Bà Hasina, 77 tuổi, không xuất hiện trước công chúng từ khi bị lật đổ và rời khỏi Bangladesh hôm 5 tháng 8. Bà sau đó đến một căn cứ quân sự gần thủ đô New Delhi, Ấn Độ, động thái khiến Bangladesh bất bình. Dhaka đã hủy hộ chiếu ngoại giao của bà Hasina, đồng thời tìm cách dẫn độ, cựu thủ tướng về Bangladesh xét xử. Tuy nhiên, hiệp ước dẫn độ giữa hai nước này và Ấn Độ có điều khoản bên kia được phép từ chối yêu cầu dẫn độ nếu tội phạm là chính trị gia. bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay xin phép được kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại